Hello, shop mình cũng Long, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay shop mình cũng Long giới thiệu đến các bạn một sản phẩm tiếp theo của hãng PSO. Thì sản phẩm này rất là đặc biệt, có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó không phải làm theo tỷ lệ 1:35 mà làm theo một tỷ lệ khác, tỷ lệ nhỏ hơn. Thì đây không phải là phiên bản con của các loại đó mà chính là phiên bản trưởng thành nhưng mà với kích thước nhỏ hơn. Thì theo mình ước tính thì cái kích thước này chỉ tầm tỷ lệ rất nhỏ nha các bạn. Nó phải là một tỷ lệ 1:100 cỡ đó các bạn. Rất nhỏ luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu từng con và một số chi tiết của cái loài này như thế nào. Thì cái hộp của nó đã khác cái hộp nó hay làm phiên bản lớn, chính là cái hộp này bằng nhựa vỉ trong suốt, có in tên một loài khủng long đó. Và rất là đẹp luôn, cái hộp rất là đẹp. Đó. Nó có rất nhiều sản phẩm khác nhau nhưng mà mình chỉ lấy một số sản phẩm đại diện và thấy là ưng mắt. Như đây là 038 chẳng hạn đó. Như đây là 044 chẳng hạn. Và như đây là 045. Đó, ok. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu đến loài khủng long đầu tiên. Đó chính là Chamosasaurus. Đây, tên nó hơi giống Mosasaurus nhưng mà nó là có thêm chữ CHAS đằng trước nha các bạn. Đó. Thì điểm đặc trưng của nó là gì? Nó có cái màu cứng, cái phần giáp cứng bảo vệ cái phần cổ của nó rất là đẹp luôn. Cảm thấy đẹp, nhìn rất là hấp dẫn nha các bạn. Đây là cái phần sừng của nó rất là dẻo, không sợ gãy nha các bạn. Màu vàng đặc trưng với những sọc xanh, nhìn rất nổi bật, màu da rất là đẹp luôn. Điểm mình đánh giá cao chính là cái phần độ chi tiết của nó, tuy nhỏ nhưng mà không có thua kém các loại cao cấp nha các bạn. Các bạn nhìn mặt của nó đi, con mắt cho tới những cái phần đường gân của nó, nhìn được thể hiện rất là đẹp, rất nhỏ nha các bạn, nó chỉ bằng một đốt tay mình thôi. Thì bây giờ mình sẽ đo cái thước các bạn xem luôn nó như thế nào nhé. Nó chỉ nhỏ tầm 8 cm thôi nha các bạn, rất là nhỏ. Thì cái loài trưởng thành thì nó tầm từ 4 đến 6 mét nha các bạn ơi. Chamosasaurus rất là đẹp. Nó chỉ có một cái sừng thôi. Rồi ok, các bạn có thể đã nhớ được cái hình ảnh của nó rồi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu tiếp cái dòng tiếp theo, chính là cái dòng Pachyhinosaurus. Chính là con này đây. Pachyhinosaurus thì nó có một cái đặc điểm quan trọng chính là cái gù trước. Cái gù rất là cứng nha các bạn. Đó, nó giống như một cái phần giáp xương của nó đó. Gai nó hai bên đây. Nói chung là gai có thể tác dụng không nhiều bằng con kia, nhưng mà nó có phần này rất là cứng. Con này rất là khỏe nha các bạn. Kích thước thì nó cũng tương đương với con kia thôi. Con mắt rất là nét luôn. Cái màu này mình thấy còn ưng hơn cái màu kia nữa, bởi vì nó thật, nó pha màu rất là đẹp. Đây cái sống lưng nó đây. Nhỏ nhưng mà rất là nét nha các bạn. Không hề thua kém các loại sản phẩm lớn nhé. Giá cũng rất là ok, con mắt ở đây rất là đẹp luôn. Rồi ok, tiếp theo là loài khủng long, cũng là thuộc họ giống như ba sừng. Mình không biết là trong giới khoa học nó có gọi là thuộc họ hay không, nhưng mình thấy là cứ thấy cái dòng này thì mình gọi chung chung vậy. Đó chính là con Spinop. Nó đã làm một tỷ lệ 1:35 của hãng PSO, thì bây giờ làm thêm một con nhỏ nữa. Thì con nhỏ này màu sơn của nó mình đánh giá rất là cao, bởi vì pha màu rất là khó và rất là đẹp. Rất là đẹp luôn, tỉ mỉ lắm. Với sản phẩm giá tiền như vậy và chất lượng như vậy và sản phẩm nhỏ như vậy mà sơn được như vậy thì mình đánh giá là đáng mua nha các bạn, rất đáng mua. Chưa có con nào nhỏ mà ra qua mắt được con PSO đâu. Thì mình thấy là vậy. Con mắt rất là nét. Cái phần màu của nó nhìn rất nổi bật luôn. Thật sự rất đẹp. Các bạn nhìn kỹ nè. Thấy chưa? Nhìn rất là thiệt, nhưng sự nó dẻo nha các bạn. Nó dẻo nhưng mình sơn cảm giác nó là xương vậy. Mà nó rất là dẻo. Nhìn rất là chất lượng luôn. Con này mình rất là kết bởi vì rất đẹp luôn. Từ màu pha màu bụng tới màu thân của nó. Sản phẩm của hãng PSO, những cái hàng nhỏ như vậy thì rất là đẹp, nhưng mà hàng lớn thì có thể chưa đi đến đúng trình độ của hãng. Đó, mong sao các hãng có thể phát triển nhiều hơn nữa để cho những người
hâm mộ chúng ta được sở hữu những sản phẩm chất lượng nhé. Đó, rất là đẹp, ba con này thật sự là rất là chất lượng, mình rất là thích. Đó, cùng tỷ lệ ngang nhau hết. Thì kích thước bên ngoài nó cũng dao động từ 4m đến 6m thôi nha các bạn. Rất là ok. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Thì các bạn có thể bấm đăng ký để có thể theo dõi được những video tiếp theo của shop mình nhé. Video của shop mình thì chủ yếu làm thì có cái bàn màu vàng như thế này, nhưng mà thực sự ra chỉ có một shop duy nhất thôi nha các bạn. Shop duy nhất là shop mô hình khủng long. Số điện thoại là 0933959675. Thì các bạn có thể hãy liên hệ trực tiếp với mình để có thể được tư vấn và mua sản phẩm một cách tốt nhất nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.